họ nhỏ nhoi, bình dị quá. Chúng ta đi lướt qua họ, không gợn một suy nghĩ. Chúng ta bận tâm đến những món binh khí tưởng đã thất truyền, bận tâm đến một món bí kíp nghe đâu vừa xuất hiện lại nơi chốn võ lâm. Chúng ta háo hức với các cuộc truy đuổi 13 động, những liễu thành thành hay hạ nhân ngã. Chúng ta còn mãi truy tìm một cửu nhân, những kẻ quen với bạo lực và danh vọng như chúng ta, hay bỏ sót họ trong ý nghĩ. Tôi rất thích trở về Biện Kinh. Không, đừng lầm, tôi đã qua cái lúc mải mê với các trận huyết chiến trên cầu vào thành rồi. Mùi gươm đao và máu tanh không làm tôi phấn khích như ngày nào mới thúc ngựa vào Trung Nguyên. Tôi về để gặp bạn tôi, những người bạn mà tôi cảm thấy rất tự hào. Bao giờ tôi cũng cười ngặt nghẽo khi cô bé Anh Tử nhảy cẫng lên lúc trông thấy tôi và bảo: "Ta có một bí mật." Trời ạ, cái mê cùng thiết tháp thì còn lạ lẫm gì với tôi. Một phần đời giang hồ của tôi trôi qua trong đó, nơi tôi luyện công, chiến đấu, nơi tôi kết giao bằng hữu và tạo nên những mối thâm thù. Nhưng vẫn rất thú vị như lần đầu tiên được biết đến, khi Anh Tử kéo đầu tôi xuống và thì thầm: "Hôm qua khi chơi trốn tìm, muội phát hiện ra một mê cung bí mật trong thiết tháp. Chuyện này chỉ có huynh và muội biết thôi đấy." Tôi chắc chắn là đặt tay lên miệng, xịt một tràng dài và thể sẽ thủ khẩu như bình, để bí mật luôn là bí mật của hai người. Tuổi thơ của ai lại không có một vài điều bí mật? Một cái lỗ để chui vào vườn ổi của nhà hàng xóm, hay con chó con giấu mẹ nuôi trong phòng chẳng hạn. Cái bí mật ấy nuôi ta lớn và dạy ta nhiều điều về chữ tín, về cách làm người. Tôi muốn nói với Anh Tử rằng, bao giờ muội chưa trốn tìm trong ấy, nhớ rủ huynh đi cùng. Huynh cũng có điều bí mật. Huynh biết một chỗ giấu rất nhiều kẹo, ta sẽ cùng ăn. Đùa với Anh Tử trên bãi cỏ xong, tôi ra phố để ghé thăm Tiểu Hải. Cậu bé chỉ luôn miệng: "Đệ thích nhất là ăn kẹo hổ lô, nhưng mẹ đệ không cho, bảo bị đau bụng." Tôi nhớ quá, thằng tôi ngày xưa thèm ăn những viên kẹo cao cứng nhắc, nhai cả giờ chưa xong, cứ dùng răng đánh kêu lóc cóc trong mồm. Mẹ tôi cũng không cho tôi ăn nhiều, sợ tôi đau bụng thì ít, mà không có tiền cho tôi ăn vặt thì nhiều hơn. Biết làm sao được, tôi cũng như cậu bạn nhỏ của tôi, đứng xoa xoa mái đầu trước hàng kẹo mãi, mà không biết phải làm thế nào. "Đừng buồn nhé tiểu đệ, mỗi bận huynh về, hai ta sẽ mua một đống kẹo hổ lô, ăn đến khi sún răng thì thôi." Tôi còn nhiều bạn nhỏ lắm. Cậu Tiểu Hải đó đòi ná cao su, cô Tiểu Phụng đòi học cách cắt giấy thật đẹp. Chúng tôi hồn nhiên chơi với nhau không sừng sộ, không than vãn, không đau khổ, không nghỉ hoặc như những người lớn. Hạ Trị Trường trong Hồi Hương Ngẫu Thư gặp phải cảnh nhi đồng tương kiến bất tưởng thức, tiếu vấn khách tòng hà xứ lai. Các bạn tôi không cười cợt hỏi tôi từ đâu tới. Các bạn tôi nhận ra tôi ngay và yêu quý tôi hết mực. Vì thế Biện Kinh luôn khiến tôi quay trở lại, buông đao xuống và chơi trốn tìm thôi. Cũng bởi chúng ta ít chịu làm trẻ con quá, nên giang hồ còn dậy sóng, còn tiếng trách hờn. Từ thuở khởi cuộc bình đao, dắt cây chủy thủ sau áo, ta bước chân vào chốn võ lâm với bao ước nguyện cao đẹp. Nào là những cuộc chinh phạt tà phái,
nào là nơi nương tựa cho xã tắc, nào là giúp kẻ thế cô. Thậm chí còn giấc mơ về một vài nữ nhân xinh đẹp, cùng rảo bước như gã đoàn dự may mắn. Thế rồi mọi thứ mờ dần. Ta không còn những mục tiêu tốt đẹp đó nữa. Ta chỉ mong mau có tiếng nói giữa chốn loạn lạc. Mộng bá đổ vương dần hình thành. Ta muốn tên mình có trong thập đại cao thủ. Thậm chí lắm kẻ còn nấm đét nhìn ngó chức minh chủ võ lâm. Hỡi ơi những hư danh muôn đời làm chúng ta rối trí. Nhớ một kiếm khách ngẩng cao đầu như nhạc bất quần, cũng phải làm nô lệ cho chức tước, để rồi phải thân bại danh liệt, tiếng nhơ khôn rửa. Ảo vọng bao giờ cũng đi kèm thủ đoạn, thiếu gì những kẻ hóa thành phường trộm đạo vì mong có một thứ vũ khí thần sầu. Kẻ lại đột nhập vào khe hở võ lâm, nâng điểm danh vọng. Các bang hội ra đời cũng đã dần bị hút theo hướng ấy. Không còn là nơi để đệ tử bang phái hy vọng. Đau xót làm sao khi thấy đồng môn lại đang tâm vung trưởng vào nhau. Thất đại thành thị cứ liên tiếp chìm vào màn khói lửa. Nhân dân lầm than sao. Các cuộc tranh nhau săn người ở 13 động gây bao cái chết thương tâm cho các tay gươm còn chưa biết mùi chiến trận. Máu chồng máu, thù chồng thù, bao giờ thì dứt. Với tôi, nó chấm dứt hẳn khi luyện thành công thiên hạ vô cầu, tuyệt kỹ của cái bang. Chiều tung ra có thể chấn áp được quần hùng. Tôi ngạc nhiên bởi chiêu sơ cấp lại là bổng đả ác cẩu. Chiêu thức mà bất cứ đệ tử nào của cái bang đều được truyền thụ từ ngay ngày đầu tiên đến gặp huynh trưởng nơi thân thủ thôn. Giờ đây tôi biết trưởng môn nhân muốn gửi gắm điều gì. Kẻ mới bước chân vào giang hồ với tính chất bổng bột thì bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng là ác cẩu cả. Ta vung chiêu vào tất cả những chướng ngại trên đường. Tâm ta luôn động, tâm động thì an lạc có đường nào mà tới. Nhưng qua nhiều năm tháng, sự gươm đao chết chóc cùn mòn dần trong ta. Ta buồn bã nhận ra rằng ta lạc lõng trong những phút loạn đả quần hùng. Ước mong ta lúc ấy không còn là chú chó nào trên thế gian nữa. Không có chó thì gậy cũng được xếp lại hay làm gậy trống trong những cuộc hành cước phiêu lãng. Cao hơn nữa, ta nhìn thấy muốn không còn chó thì tâm ta phải xóa hết ảo vọng về chó đi đã. Tâm sạch thì thế gian hiện ra tươi đẹp. Mức cao nhất của võ công là không còn sở đắc võ công nào nữa. Buông đào xuống, không thành Phật thì ta thõng tay vào chợ một cách ung dung. Không còn gì có thể đe dọa hành tung ta được nữa, vì ta đã đến phía bên kia của võ công. Như một cung thủ cao siêu phải bái người mình hỏi cây cung là cây gì, làm sư phụ. Ta bình an, ngồi nhấm nháp chiếc kẹo hổ lô giữa trời chiều biện kinh rực rỡ. Các hạ sẽ hỏi ta, thế thì phiêu lãng giữa chốn võ lâm còn gì thú vị? Xin thưa, còn nhiều lắm. Trả lại các cuộc chém giết đi, ta sẽ cùng gã sa phu qua tất cả các vùng đất. Vui tay giành lấy cương ngựa, ghim cho ngựa đi nước kiệu chân thảo nguyên. Miệng nghêu ngao khúc, hậu đỉnh hoa, mặc cho gã xả ích gà gật cù. Ghé vào làng trài gần hồ Đập Đỉnh, kiếm một ngư dân nướng con cá, chuốc vài chén rượu mềm môi, rồi bá vai nhau, ngâm tương tiễn tiểu. Hay lên đỉnh Hoa Sơn, bỏ chân trần, chạy đua cùng ánh trăng, rồi tĩnh lặng trong chiều bình nguyên thiểm tây, trải dài dưới chân núi. Nếu không có bạn,
ngại gì không ghé qua điểm Thường Sơn, gặp một chú Di Hầu, cùng nhau ngồi chuyện trò tâm đắc. Nhưng tuyệt nhất là lên đỉnh Ngũ Di Sơn, chọn một mái liều tranh, ta thả câu bên dòng suối nhỏ. Nàng nhóm bếp khói len vào tình sương, sống tự nhiên cùng hoa lá cỏ cây, nào cần biết mặt trời lên hay xuống, trăng tả hay trăng mọc. Hoặc có thể cùng nhau đi trường Bạch Sơn, nặn một chú người tuyết, cắm vào mũi một củ cà rốt, rồi cùng nhau cười khoái trá. Thiếu gì niềm vui đâu, cứ gì phải đao kiếm giết chóc. Dù giang hồ không còn ai biết mặt ta, dù có là mặc mặc vô vằn, thì ai cấm được ta và nàng nào dù khắp chốn cùng khúc tiêu, khúc sáo hỏa điệu, tiếu ngạo giang hồ, bình yên và ngẩng cao đầu. Thế mới là võ lâm, thế mới là người thiếu niên vui trên lưng ngựa như ta đã từng mơ ước. Võ lâm còn tồn tại vì còn những người khác mục tiêu như ta và các hạ vậy. Mong các hạ bảo trọng trong cuộc bình đào. Ta lại ngủ giấc nồng, ngày mai trở về đời thực, ta sẽ xách cặp táp đến công sở. Nhưng thế giới thõng tay đầy mộng đẹp mà ta vừa nói là một nửa cuộc đời giấu kín, là mơ ước phiêu bạc và anh hùng của ta đã nhóm lên cho mình từ ngày xa xưa lắm. Mà mơ ước thì không nên chết yểu. Vâng, trên đây các bạn vừa đến với Tản Mạn Viện Kinh của một game thủ võ lâm truyền kỳ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.